Chơi gì ta? Còn Raven đấy. Lâu rồi không chơi Raven. Giờ vô tập trung nha. Tại game mãn nhãn nào. Lên kéo, lên kéo, lên kéo nó. Ow. Ủa da, sao tôi trên bảng nó chưa ra vậy? Trời đất ơi. Ra bảng gì đây? Gặp tôi đánh luôn vậy. Ai nổi lắm. Ừ, hay nè, chấp cái bảng luôn rồi đó. Cầm nhầm bảng rồi anh em ơi. Đậu xanh đó chứ. Xạo thiệt. Mấy giáp kiểu này là mình cân ba được nha. Mấy pha này nếu mà mình nửa cây á thì nó găng mình chết. Hay 1/3 máu găng mình chết chứ để cây được nó găng mình giết luôn. Mấy giáp này là không có sợ nó. Chỉ khi mình cầm cái vịnh thôi nha. Chứ cầm mấy AD kia mấy giáp này quýnh cân ba á. Nó cần vô cái lay á. Rồi lên kéo nó nè. AD không lát nè. Rồi chuẩn bị năng giáp nè. Chạy lên thẳng lên nè. Bình dưỡng giáp nè. Giáp hết máu chạy lên nè. Rồi kéo dính nợ. Hôm nay em cái hụt hơi nhiều nha, chưa dính cái nào. Rồi ăn con gíp, ăn cái ghiều nè. Rồi rồi ăn con gíp chạy lên kéo nè. Rồi hay. Rồi hay quá. Ơi nó tha mình kìa. Sao lùi lại để đà đánh giải ba chết 0-3 win được mà mới này đánh găng chết 0-1 có gì đâu, thoải mái đi. Bấm ghẻ mắt ây á hay á. Trời đất ơi vẫn bấm được luôn hả, loại đờ cả mắt vợ ơi. Bữa đắp lên kéo nó ông ơi. Chúc mừng Đe nhé, chúc E có một kỳ CKTG thành công. Cảm ơn Tuấn nha, cảm ơn anh nha. À, cầm cái bảng này không có mana luôn chứ, phải thiệt. Nãy chỉnh bảng kia mà cầm cái này không có mana, không có hút máu luôn chứ. Lucian này phải giết bạn, phải giết 30 mạng nó mới quýnh lại con Raven. Ăn 3 mạng có lâu sao không? Giết 30 mạng nó mới quýnh lại mình. Cấp 6 chết tiếp vợ. Nè, vợ Galander cấp 6 nè. Mà lấy kéo chúng cái lụm kéo thời gian thế cũng chết nữa, hai thằng đều không lát. Ờ à, để có lát này, sập không lát ha. Kéo chúng nào chết đó. Kéo chúng HD á thì mình cắm mắt vô cái lồng đèn, kéo chúng sập thì mình dòm nó chết luôn. Có không lát nè, thấy chưa? Kéo chúng sập 1 2 3 giật. Giật. Không kéo chúng mai thì không ai chết. Mấy cái pha này cơ hội giết người đấy, mấy pha này cơ hội giết người đấy. Kéo chúng thì giết, không kéo chúng thì về á. Kéo đi, nè. Giật. Du này du đấm blitz cứ chi lời hề hợt nhá. Quýnh không có năng nót gì hết, cứ chi lời hề hợt nhá. Đánh mấy con sử chiêu này phải nắng nót á, quýnh hời hợt quá. Hời hợt cho chơi mấy con xe du á. Xe du trên đồ nữa, ông hời hợt cho mấy con đó. Đánh mấy con này ông hời hợt quá. Mùa đời dài luôn, full đồ luôn, full cái chính full đồ luôn. Gà nảy mà em chịu nổi. Này muốn like subscribe kênh cho tôi nha, không còn em nhiều. Thì không có cầm điểm mana, nãy giờ hết mana hoài luôn, cầm điểm nó thắng nè. Cầm nhầm bảng anh em ơi. Cầm điểm mana nãy giờ giết thêm mấy mạng rồi đó. Không có mana chứ. Thì cái tình luôn á. Con gây bình là cầm bảng gì không? Đang thắng tao đánh hai đao mới phải nói. Con gây bình gặp con gì Lucian gặp gây bình chứ không nổi. Trừ khi kiểu gây bình ở Lucian Nami gì còn đỡ. Như biết mấy Lucian với Billy thì cầm gây bình chịu. Lucian không có đam giết gây bình. Lên kéo Blitz thôi, Blitz thôi, lên kéo Blitz thôi.
Phải cả mình lít nước mắt nữa chứ. Thay vì ông mua nước mắt này, ông mua cái lâm ngọc 350 là đủ mana rồi. Sao ông lại mua nước mắt vậy? Tí mana lên cái băng băng là được mà. Kéo. Kéo. Trời ơi. À, thời gian nó chuẩn bị lát lên nè, xong rồi nó bị TFG nè. Đứng lên cao đi, thời gian nó chuẩn bị lát nè. À, xong rồi này G. Giết. Mấy ông chơi game mấy ông tập trung rồi mấy ông sẽ biết bên kia làm gì nha. Cái ông Blitz này ông không có tập trung, ông hơi sao nhãn rồi ta. Chơi game, vừa chơi game vừa tắt Facebook với bạn gái đúng không? Rất là sao nhãn nha. Mấy ông chơi game mấy ông phải luôn đặt câu hỏi là nó sắp làm gì mình, là mình sẽ đánh hay hơn. Giống như giờ mình chạy ra nè, mình nghĩ là Nagi nó sắp làm gì. Nó gặp mình, nó tắt lên, nó thấy hai đồ, nó sẽ chạy, đúng không? Nó giống như giờ này chạy ra nè, nó gặp này, cái nó gờ qua đây, nó chạy. Sau nó gặp Blitz, nó chết. Nè. Rồi, chạy lên trên. Tại nó thấy mình đi ra trước á, mình phải phán đoán. Ờ, nó đứng trong blue, nó biết giờ đúng không? Có không, có không, có không? Ủa? Ủa? Đâu rồi? Idol Good man. Giờ mình phải đánh đánh từ từ xíu, tại mình không có mana. Cầm nhầm bản không có mana. Ấy. Trời ơi. Không nghĩ AD nó lỗi gì á, phải đánh mình e nó chết à. Không nghĩ AD nó đi qua đường đó, không có chuẩn bị. Trời ơi, tôi nói chuối không. Tôi nói nó chuối. Nó chuối thì chứ. Ở bên kia xua chứ còn gì nữa. Xua chứ còn đợi gì nữa. Team đợi lánh dậy bên kia thua. Đúng. Có 4 bình danh cho 4 người luôn. 3 người thôi, Blitz này. Khó. Khó bình danh. Trời ơi, xua thiệt luôn rồi. Ác thật chứ, như kịch bản luôn á, nói như kịch bản luôn á. Anh em nhớ like subscribe kênh cho Đơ nha.